cái cây mà ngay chỗ bữa mình đi cái park đó đi hả? Ngay nhà mình á. Ngay nhà mình nhưng phía mà bên kia. Phải cái cây mà nó ra mấy cái giống như cái trái đậu không? Không phải hả? Không, ở ngay chỗ. Mấy cây này ngay chỗ ngay nhà mình. That sounds like a golf cart. Đây khu nhà của Castle Hill. Họ có playground nữa kìa. Playground này nó che nắng, có đồ che nắng luôn ha. Khu này cũng ok nha, có một cái là nó too close to the other. Giống nhà mình, khu nhà mình nhưng mà cái đường nó chưa quay, nhà mình đường one way which is good. Khu này gara nằm ở trước hết à? You see there no matter what? Oh yeah. Where the... Không có mấy cái chỗ mà để thơ đâu. They have people that leave the mail. You see mấy cái nhà phía trước đó, nó có thùng thơ ở chân, see? Oh. Nó có người, nó có một cái thằng riêng. Mm-hmm. Thằng mailman chỉ lại bỏ cho nó thôi. Oh, rồi có okay. Thằng sort it out rồi nó đem lại tới nhà nó bỏ vô. Chứ tưởng đâu cái này mà nobody swimming. How come? Everybody have their swimming pool. Ah. Oh, look at this house. The pool. Must be weird watching people swim from your backyard though. It's kind of while you do anything. Oh, cái nhà này ngủ. That's what we say. Oh, nó mướn người lại clean. This is Carlton. This one's 975. This one. Huh? Cái style. They let you do anything in this neighborhood. Wow, whoever got cái phần này nó nhìn nó lạ ghê. Oh man.